Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại làng Bích Hòa, Ngư Mỹ Thành. Đi dọc ngôi làng này thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều bức tường ở đây đã trở thành những bức bích họa đầy màu sắc và rất là đẹp mắt. Hơn 20 bức tranh xoay quanh chủ đề về cuộc sống bình dị của người dân làng chài đã giúp cho vùng quê Ngư Mỹ Thành ở tỉnh Thừa Thiên Huế trở nên khang trang và sạch đẹp hơn. Những bức tường hàng rào thô sơ đã được thay bằng những hình vẽ họa tiết ngộ nghĩnh như những câu chuyện đời thường rất gần gũi với người dân địa phương. Trước hết là có cái diện mạo quê hương và sau đó là người dân là sẽ là thay đổi bớt đi những cái nghề ngoài đầm phá Tam Giang và chuyển đổi qua là làm du lịch, thì những cái người du khách mà du lịch ở nơi phương xa họ về đây để là họ chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp ở đầm phá Tam Giang và cái thôn Ngư Mỹ Thành này. Có được những bức bích họa này là nhờ các đội tình nguyện vì cộng đồng của Trường Đại học Nghệ thuật và Đại học Nông lâm Đại học Huế phối hợp thực hiện, giúp bà con ở làng chài có thể phát triển theo hướng du lịch. Người dân ở làng chài thường xuyên làm vệ sinh để gìn giữ những bức bích họa, tránh bị hư hỏng và phai mờ do thời gian và thiên tai. Với cái việc mà phát triển du lịch thì người dân cũng có thể là giảm bớt cái đánh bắt thủy sản và bảo vệ thêm nguồn lợi thủy sản ở vùng đầm phá Tam Giang. Bên cạnh công việc đặc trưng của người dân địa phương thì những bức bích họa trong làng cũng tạo nên sức hút cho du khách khi tới thăm ngôi làng độc đáo này. Và cũng chính những bức bích họa đã làm cho cuộc sống của người dân nơi đây thêm nhẹ nhàng và thư thái.